work, yeah. Good. Hello, xin chào cả nhà. Rất vui được gặp lại cả nhà tại kênh Thana Nguyễn Cuộc Sống Tài Nội Ship. Thì một lần nữa gặp lại cả nhà tại dự án Domos. Thì một năm trước Hana có quay ở Domos rồi và đã bán được vài căn ở Domos rồi. Thì chỉ còn lại những căn cuối cùng và đang nằm ở trong cái chương trình giảm giá. Thì bây giờ Hana quay lại một lần nữa và để quay những cái căn đó cho mọi người xem thì như thế nào, chi tiết như thế nào. Thì mọi người có thể liên hệ về Zalo của Hana, thì Hana sẽ gửi những cái thông tin chi tiết cho từng căn cho mọi người nha. Và bây giờ thì xin mời mọi người cùng xem hết cái video clip này nha. Let's go. Domos là một cái dự án ở Thala Bangkok nha mọi người. Từ Thala này đi tới trung tâm thành phố Bangkok thì khoảng tầm từ 10 đến 15 phút thôi và rất là gần. Và ở Thala này thì tất cả mọi nơi có trường, có siêu thị, có nhà thuốc, tất cả mọi thứ đều có hết. Là một cái ngôi làng rất là nổi tiếng đẹp ở Bangkok nha mọi người. Trường học nha mọi người. Ở trên xa xa trên kia tí nữa là trường mẫu giáo. Thì cái chung cư này đối diện qua là trường học. Nếu mà ai mà có con cái đi qua đây định cư để cho con đi học thì cũng rất là tiện ích luôn. Băng qua đường phát là tới. Thì nguyên một cái khu này là townhouse đó. Còn ở bên này là apartment. Thì bây giờ xin mời mọi người cùng đi tham quan với Hana nha. Đường cũng rất là đẹp luôn, rất là sạch đẹp. Okay, can you show the road? Road you can make by yourself. Okay. For parking place and store. Đây là cái bãi đậu xe từng số. Dạ, bãi đậu xe từng số nha. Đây là bãi đậu xe cho khách. Rồi có kho, nhà kho nữa mọi người. Okay, just show me with the... So it's B103, yeah. Thomas. Okay, yeah, just this. Sergey. Đây là căn 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Khi mà mọi người mua
điện rồi hệ thống điện rồi có sẵn hết khi mua nhà. Open, open. Khi mình mua nhà là những cái này sẽ bao gồm trong nhà của mình đó, hệ thống điện, hệ thống hút mùi rồi này kia, tủ rồi là đã bao gồm. Còn những cái như là đèn rồi này kia là cũng có luôn, cơ bản cho mọi người. Và vô trong này. Ok. Vô trong này thì ngay chỗ này nó cũng có tủ luôn mọi người. Chỗ này thì mình để được cái máy giặt ở đây nè. Washing machine here. Để máy giặt ở đây. Đây là một cái nhà vệ sinh. Thì tại vì căn này có hai phòng ngủ và có một nhà vệ sinh thôi, nên là nhà vệ sinh sẽ lớn. Mono energy. Một cái nhà vệ sinh nó sẽ lớn, gồm có một cái bathtub nè, một cái chỗ rửa mặt và một cái toilet. Đó. Đây là nhà vệ sinh chung cho cả gia đình luôn. Và hai phòng ngủ. Đây là phòng ngủ. Phòng ngủ này thì có cửa đi ra cái ban công lúc nãy. Thì có sẵn điện hết rồi nha mọi người. Có tủ rồi, có điện rồi. Thì giờ chỉ có vô là gắn máy lạnh. Thì chắc là máy lạnh nằm đây. Bên này cái phòng ngủ thứ hai cũng là ra cùng cái ban công như nãy luôn. Mỗi ban công dài. Đây là tủ, tất cả mọi thứ đều có hết, bóng đèn đều có hết rồi. Thì khi mà bàn giao nhà là sẽ bàn giao nhà y như vậy. Còn mà nội thất hay gì thì mọi người sẽ mua nội thất theo gói. Mua theo gói nội thất thì sẽ có công ty sẽ hỗ trợ thiết kế và giới thiệu cho mọi người cái chỗ mua nội thất với giá ok, giá rẻ. Còn nếu mà mọi người muốn tự mua nội thất thì có thể dẫn mọi người đi mua nội thất cũng được đó. Thì đây, Hana nhắc lại đây là căn của dự án, một căn chung cư của dự án Domos, căn của lốt B 103 với hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, 105 square meter và 315 nhân nha. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video clip này, nhớ bấm like, share, đăng ký kênh để là những người đầu tiên nhận được những cái video clip mới nhất của Hana nha. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở các video clip tiếp theo. Bye.